tất cả mọi người, lại là mình đang. Hôm nay thì mình với Gia Khiêm comeback cho một cái Gia Khiêm. Muốn nói cái vậy? Anh Gia Khiêm. Giỡn mặt. Hôm nay mình với Gia Khiêm sẽ comeback một trò chơi mang tên Q&A lần thứ 2, lần thứ 3 của tụi mình. Và lần này là mình các em bé của tụi mình nữa rồi. Nhưng mà hồi lần trước là có bé Bưởi, hôm nay có bé Xoài Non, Xoài Non, Xoài Non. Hôm nay mặc áo trái dâu. Yeah. Yeah. Và hôm nay chúng mình sẽ thực hiện thử thách xem anh em mình có hiểu ý nhau không nha. Là sẽ có một cái bức tường ngăn chặn chúng ta. Anh là ta lên gương đi em. Ta lên gương. Ok. Chúng tôi sẽ hiểu qua bằng mấy chiếc gương này. Ok, let's go. Và hôm nay chúng tôi sẽ dùng Q&A trên TikTok để trả lời, đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng không anh Hèo? Cái gì? Giỡn. Câu đầu tiên nha. Câu đầu tiên được nhiều like nhất luôn á. Anh và chị An có phải đang yêu nhau không? Đúng không ạ? Không. Cái gì không? Có hả? Ê, em đọc không nha. Có. Có. Được, gây ba. Đi bà nha. Ok. Vậy là có hay không? Có hả? Có hay không? Không hả? Tình yêu của em dành hết cho bé Xoài rồi. Sao? Em yêu anh. Sao? Con nghe em còn chưa yêu hết nữa, sao yêu anh được? Hai mình không thể yêu nhau tại vì tụi mình là bạn. Trên TikTok của Gia Khiêm có bao nhiêu ngàn câu hỏi thì câu hỏi của Gia Khiêm là như thế. Mọi người thấy nó khóc không? Tại vì tụi mình không có tụi mình không có mùa nhân, tụi mình là anh em thôi. Anh em hả? Sao? Anh em hả? Chứ cái chị nữa. Mình với Gia Khiêm chỉ là anh em thôi. Đây đúng là rồi. Mình không có thích Gia Khiêm được tại vì mình vẫn đúng thích rồi. Bé Xoài rồi. Chứ còn gì nữa. Okay. Anh có bạn trai chưa? Yeah. Anh rồi rồi. Anh có bạn gái chưa? Xin lỗi. Yo, 1, 2, 3. Rồi. Chưa. Thôi, ôi. Biết thêm gì? Chị An đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Sao rồi? Ủa, cái gì? Ủa, em là bạn con gái của anh mà. Nhưng mà em đâu phải bằng tuổi anh. Anh không hiểu không? Anh hiểu theo một phong cách bình thường đi, sao anh nói chuyện kỳ lạ vậy? Không, bạn gái ý đúng là không? Bạn hiểu không? Bạn là con gái. Phải gọi là người yêu thì anh mới nói là không đúng chứ, em là bạn gái của anh mà. Đúng rồi, sai. Đúng rồi. Tự nhiên đây, anh nhìn em mà có sai nhìn anh. Chó à. An là ni của Khiêm. Khum, khum gái. Đúng khum. Trời ơi. Do 1, 2, 3. Khum. Khum, đúng rồi, khum. Khum, không phải. Phong ba báo táp không bằng thứ. À, không bằng ngữ pháp Việt Nam. Ờ, đúng rồi. Nói thế nào cũng hiểu được. Thôi, anh hỏi chán quá, anh đưa đây đi. Ba câu hỏi, anh hỏi như. Còn ba câu hỏi đều như nhau hết. Xin lỗi. Give me my phone. Đây vô. Tại sao hầu hết các bài đăng TikTok của chị An chỉ có anh với chị An comment, sau đó thì chị An giới hạn comment hai anh chị yêu nhau được không? Uống gì? Không phải là mọi người, mình theo chủ nghĩa chị với anh em. Giỡn, mình giỡn thôi, mình không phải chỉ mình Gia Khiêm đâu. Mà đơn giản là mình bị khóa comment. Sao mình đi? Đi rồi. An chưa đủ tuổi. Em ghé của em qua chơi với anh. Ở đây nha. Tại vì thật ra không phải là mình chỉ mình em với Gia Kim đâu, mà tại vì là TikTok của mình bị giới hạn độ tuổi, là mình lúc mình đăng ký mình đăng ký là mình năm sinh của mình, thì cho nên mình chưa có đủ tuổi, mình mới có 15 mà 16 tuổi mới đủ đúng không? Hey bro. À đúng rồi. Ừ, 16 tuổi mới đủ, là 16 tuổi mình mới được mở comment đó các bạn, đó là câu chuyện là vậy. Tiếp đi An. Chúng tôi đang chờ đợi những câu hỏi hấp dẫn ở phía sau. Em đẹp trai quá. Ôi em cảm ơn chị, đúng rồi đó. 1, 2, 3, đúng nha. Yeah. Không, cái này là đúng, con trai hỏi. Con trai nói. Khiêm và An cao mét bao nhiêu ạ? Khiêm và An
em trả lời anh trước đi em. Gia Kim chắc là 1m75. Sai. Vậy đợi môn hả? Sai. Con nhảm quá, bao nhiêu? 1m72. Gia Kim cao 1m72 nha mọi người. Đúng rồi. Em cao 1m bao nhiêu? Em cao 1m54. Đi không hả? Đi không hả? 1m52. Cho nó lại lần nữa. 1m64. Thôi bị điên vừa đâu. Ủa không đúng rồi hả? 59. Ừ. Đồ nhức nhắc. Anh đoán 3 lần em nói đoán đúng. Xin lỗi mà. Mà anh đang học trường nào vậy ạ? Anh đang học trường TIS. Đúng không anh? Đúng rồi, mình cũng học TIS. Đâu ra? Em học trường khác mà. Nữa rồi á. Đấm cho cái mặt anh giờ. Ok mọi người, tiếp theo là anh ơi, cái bồm tai miệng của anh mua ở đâu xinh thế ạ? Cho em xin chỗ mua được không? Đúng không anh? Cái này là anh Lucifer mua. Đúng rồi, anh Lucifer mua chứ tôi có mua bao giờ đâu. Đúng rồi. Lucifer. Mấy cái nào mà cute tai miệng mấy sắc còi dòng hay là mấy cái con, mấy cái con mà cute là toàn đồ của thôi hả mọi người? Đúng rồi, mình có cái nào đâu. Mấy cái đó Gia Kim là để tiền chị ta mua gà với đi đáp ăn. Đúng rồi. Chán mọi người. Sống quá giản dị, đúng không anh? Rồi. Dạ. Đó. Anh có bạn gái chưa? Ủa câu này hỏi rồi đúng không? Đúng rồi. Anh họ gì vậy? Anh họ Lươn. Ok. Anh hỏi. Em biết là sao anh lại họ Lươn không anh? Tại vì anh lương lẹo á. Đâu ra? Đúng mọi người. Anh rất là cụ tè, không okay. Lương lẹo chút nào hết. Thôi. Đúng không phải? Anh thương em nhất mức anh không. Đây, câu này hay nè. Lần cãi nhau gần đây nhất của anh chị. Mới luôn. Với lý do là gì ạ? À? Lý do là hả? 3, 2, 1. Do Gia Kim vô gì? Không có lý do, tại vì tôi lấy điện thoại của anh. Không cho anh nhắn tin với trai. Xàm. Tại vì nôi nạt. Ủa nôi nạt là gái anh trai? Thì nhắn tin với bạn. Anh thích nhắn tin với trai. Ok. Con trai mà. Ừ. Nôi nạt. Ôi thì em tính nôi nạt. Mọi người, cô có người gì lạ tại nhiên mình đang nhắn tin với bạn mình. Em điện thoại. Đi qua đi, em làm gì vậy? Tí nữa xuống như là muốn trắng gì vậy? Mình không. Có vô duyên quá không vợ? Sao mà mọi người giật điện thoại mình bắt mình xin lỗi? Em xin lỗi không? Hả? Xin lỗi không? Xin lỗi cái gì? Đó vậy đó mọi người, người gì kỳ lạ đó. Okay. Con này vui nè. Anh cảm thấy như thế nào khi một ngày nào đó chị An rời đi và ngược lại anh Kim rời đi thì chị An sẽ như thế nào? Mong chị trả lời. Thì duyên lỡ bước của Hương Tràm anh biết không? Hả? Gì á? Bài gì của Hương Tràm á? Duyên. Duyên mình lỡ. Duyên mình lỡ. Duyên mình lỡ. Người ta gọi là đến với nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận sao nhỉ? Dạ. Là An nhỉ? Sau một ngày nào đấy tôi sẽ không quay với An nữa. Và An tạm như gọi là không gặp tôi nữa. Thì tôi sẽ cảm thấy rất là buồn. Một ngày em không gặp anh nữa chắc là hả? Chắc là anh chắc là mà. Em sẽ vớt bị đánh hơn. Ủa anh có đánh em đâu mà đánh. Em vớt xin lỗi nữa. Có gì đó, xin lỗi như nào? Thôi xạm quá. Mọi người nghe bài xin lỗi của Gia Kim nó kỳ lạ lắm. Mọi người muốn nghe không? Xin lỗi khi đẹp trai quên vậy lắm. Cái gì? Mấy cái con người tự phụ người ta hay có cái câu xin lỗi kỳ lạ mọi người. Không, đây là một câu xin lỗi rất là hợp lý đối với tôi. Ai mà làm sai là tôi sẽ bảo là xin lỗi chưa? Rồi người ta sẽ bảo là xin lỗi anh Kim đẹp trai, em yêu anh nhiều lắm. Đây nè. Dù con trai con gái cũng phải nói vậy. Tôi phải tạo câu điểm nhấn cho tôi chứ, đúng không anh? Đúng rồi anh theo. Đúng rồi. Ai mà có lỗi với tôi á, tự giác xin lỗi tôi đi nhá. Nhớ cái câu mà tôi nói chưa? Xin lỗi khi đụng trai. Có câu này hay thế nào? Em yêu anh nhiều lắm. Cái gì? Anh và chị Trang kết hôn chưa ạ? Trang thì nào? Thấy phạt hỏi. Anh và chị Trang kết hôn chưa ạ? Trả lời đi. Không biết chị Trang hay chị nào. À, anh Kim có crush ai trong lớp không ạ? Không. 1, 2, 3. Không. Không có. Không. Gì? Không hay cả có?
không có. À không có, đúng rồi. Không có, không có, không. Tôi có sai đâu. Thì không có. Không có nó có hai nghĩa, một là không có, hai là không có. Đúng không? Sao em nói cái gì vậy? Thì không có có hai nghĩa, một là không có, hai là không có. Đúng không? Đây 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 đây. Câu này trời ơi. Chị An là vợ anh hở. Kìa, trả lời đi. Em là vợ anh hả? Những cái câu hỏi nhức đầu dữ vậy ta. Hả? Mới tí tuổi, 15 tuổi, vợ chồng, vợ chồng. Đúng rồi mọi người. Chị mình trâu thật tí. Cái này là tảo hôn hả? Tình trạng kết hôn sớm. An á. Cái gì? An kết hôn sớm đúng không? Em tới cái anh. Anh kết hôn với ai má? Khi nào ra Huế lại chị gặp em được không? Fan 3 năm rồi mà chưa được gặp luôn. Hít hít. Ghê à? Em cũng muốn ra Huế lắm mà dịch quá mọi người ơi. Mọi người nhớ ra ngoài mà cẩn thận nha. Không là kêu kêu kêu. Đúng không? Đúng rồi. Không là bị cách ly đấy. Anh với chị và An cũng được gọi là thanh mai trúc mã đúng không ạ? Là sao? Thanh mai trúc mã là gì? Quên mất rồi sao? Là kiểu như là mình chơi từ nhỏ lớn á. Ừ, tất nhiên rồi, mình chơi từ cái lúc mà mình thi Vietnam Idol xong á, đúng không? Ừ, ừ, là đúng rồi. 16, từ 2016 đến bây giờ là bao nhiêu? 2021. Oh my god. What the hell? Cũng 6 năm rồi đi. Ê, mình nhìn Jackie mà nó nhìn mình nè. Cũng 6 năm rồi đấy. Ê, con em nhìn anh mà nó nhìn em kìa. 6 năm rồi đấy, con chó ạ. Bắt đầu từ những cái ảnh này. Ảnh này là cái lần đầu tiên mà tôi đi diễn với An, nhớ không em? Ờ, không có Jackie lồn hơn mình đấy. Sữa học đường không em, nhớ không? Sữa học đường hôm nay chỉ cao ngày mai cho em. Vì một tầm pháo Việt Nam thuộc không? Không được, không nhớ đúng không? Không. Em không hiểu sao em nhớ được luôn. Mỗi lần kỷ niệm với em này không nhớ gì hết. Đúng rồi, mình là bạn chơi qua đường mà đâu có gì đâu. Đúng rồi. Mình là bước qua đời nhau. Mình bước qua đời nhau mà, đúng rồi đó. Chỉ là nhau. Thôi mọi người đừng nói nữa. Bạn 6 năm mà người ta đâu có biết gì đâu. Đến chiều cao mình người ta không biết thì mọi người nói gì nữa. Ủa? Chiều cao mỗi lúc mỗi khác. Giống như tính nết của em nhé. Mỗi lúc mỗi khác kìa. Tính nết của em như lúc nắng lúc mưa. Ok ok. Chiều cao của mọi người mỗi lúc mỗi khác đúng không? Hẹn chi cái lúc em thấy anh cao 1m9 hôm anh cao 1m72. Được gì? Anh ở đây coi. Anh ở đây coi. Ây da. Đau. Không chờ anh đâu. Đau. Chuyện vui kìa. Đấm vào mặt anh vậy. Đây nè. Đây nè. Có cái câu này hay lắm. Anh đừng xỉu nha. Thôi đi. Thôi rồi. Ủa sao mất, sao mất tiêu. Anh có tóc không? Anh có tóc không hả? Ừ. Không, anh đang hỏi em. Anh có muốn chia tay chị An không? Có. Phải yêu đâu mà chia tay. Muốn chia tay hả? Hồi nãy em mới chia tay anh rồi, anh không nhớ hả? À lúc nào? Hồi nãy chia tay. Hồi nãy em hỏi anh hả? Ừ. Nãy em kêu anh chia tay đi. Không, anh có nghe gì đâu. Dạ, chia tay đi, em kêu rồi. Ok, chia tay. Mình chia tay Giang Kim trước rồi nha mọi người. Mình đá Giang Kim trước đấy. Ok. Đâu rồi? Đâu rồi? Ủa là coi, làm trò gì vậy? Anh hôn chị An bao giờ chưa? Mọi người coi TikTok chưa? Câu trả lời nằm ở video. Dạ. Tại anh dụ tôi á. Ê, bớt giỡn mọi người. Mình kể tình thế và chuyện buồn khi mình quay cái clip TikTok đó. Mình đang ngồi. Xong, mẹ mình nhìn. Mẹ anh Kim nhìn, ba mình nhìn, con xoài nhìn mình, xong mình nói kìa. Ló cái đầu ra đây. Làm gì xin nước. Ló cái đầu ra đây. Mọi người thấy cái mặt đó nó nhầm hiểm không mọi người? Gì đây? Sao toàn hỏi anh với chị là người yêu nhau hả? Lại hồn. Tha tôi. Mong thiệp cưới từ hai anh chị. Thiệp cưới hả? Tôi nghĩ là bạn đừng đợi nữa. Đợi cũng chẳng có đâu. Mình không hiểu sao mà làm sao mà mình có thể cưới được mọi người. Tiếp. Không hiểu sao. Em cưới anh nó hơi bị sướng đấy, đừng dẫn mặt.
Sướng. Ừ. Thôi ghê anh, quá. Anh cưng như cưng trứng vậy. Thôi được rồi. Biết ý cưng như cưng trứng là sao rồi? Là sao? Anh trứng hả? Thôi biết là cưng như cưng trứng là sao rồi, đừng nói nữa. Nói mà bạn. Bạn muốn đi tận cùng thế giới với ai? Tôi muốn đi tận cùng thế giới với my family. Đúng à? Đúng rồi. Với xoài và ba mẹ. Với lại anh Thu. Anh Thu. Ừ? Hả? Anh Thu. Anh Thu, anh hai. Hả? Anh hai. Người đẹp không có vấn đề. Mà muốn đi tận cùng thế giới với ai? Em muốn đi tận cùng thế giới với nơi đạt. Family. Family? Yes. Tưởng đi tận cùng thế giới với nơi đạt chứ. No. Tưởng em thích nơi đạt. Chó bí mật mà sao nó nói là nó thiệt đó vậy. Chó à. Tiếp đi. Ok, câu này tôi quay clip 24 giờ đi. Mọi người có coi YouTube không? Mình quay rất là nhiều clip về 24 giờ. Ha ăn ha. Nên mọi người hãy lên trang Giang Khiêu của mình để coi nghỉ chưa. Bằng cách nào mà bạn có hàm răng trắng và đẹp vậy ạ? Hàm răng trắng và đẹp đẽ. Đi dạ. Đơn đó các bạn. Anh làm vlog một ngày là người yêu của chị An đi ạ, mong anh đồng ý. Ôi vãi ạ. Trời tôi thử thách gì khó thế. Quá khó luôn. Thật khó, tôi không thể làm được các bạn ạ. Trời quay cái đó chắc okay. Là bữa nào tôi sẽ làm video. What the hell bro? Xu hướng thôi. Cho phép anh crush em. Ai thèm. Xu hướng thôi. Làm gì cho okay. Đi qua. Khi mong ước được điều gì? Khi mong ước sẽ hết dịch và khi được đi chơi và khi được đi diễn để gửi lìa ca tiếng hát đến cho mọi người. Nãy giờ thì tôi đã biết cái nhân cách thật của An rồi mọi người. Tại sao mọi người thấy mình dễ thương không? Nếu mọi người thấy mình dễ thương, mọi người hãy comment bên dưới và mọi người hãy nói là anh Giang Khiêm không dễ thương một chút em. Nếu mà ai muốn thấy tôi dễ thương hơn thì comment ngược lại. Ok. Ok, tới đây thì chương trình cũng đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hãy nhớ subscribe và like share kênh của mình nha. Yêu. Và của mình. Nghe chưa? Đừng. Nhớ like và share. Đừng này. Đấm vô mặt giờ. Ok, bye bye.